Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 15 tháng 1 Đài truyền hình PTS Đài Loan. Ngay sau cuộc bầu cử ở Đài Loan, truyền thông Trung Quốc hôm qua đã tiết lộ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông đã tiến hành tập trận ở biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Đài Loan tối qua nhấn mạnh Quân đội Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên biển và vùng trời xung quanh eo biển Đài Loan. Hiện chưa thấy gì bất thường, sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát động thái của các cuộc tập trận phía Trung Quốc. Trên trang mạng Weibo, truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh chiến hạm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang diễn tập trên biển. Hình ảnh cho thấy, quân khu miền Đông với đội tàu hỗ trợ giám sát, tàu quân sự, mấy ngày gần đây đã cùng tiến vào khu vực biển Hoa Đông, triển khai diễn tập thực chiến xuyên khu vực, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến. Bộ Quốc phòng Đài Loan tiếp đó ra tuyên bố báo chí nhấn mạnh, quân đội vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình trên biển và trên vùng trời quanh eo biển Đài Loan. Hiện không có gì bất thường, quân đội sẽ tiếp tục hoạt động giám sát. Thực tế, trong ngày diễn ra bầu cử, có 4 chiến hạm của Trung Quốc đã xâm nhập vào hải phận của Đài Loan. Giới học giả nhận định, với việc Đảng Dân Tiến giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này, Trung Quốc sẽ có thể ngay lập tức gây áp lực quân sự đối với Đài Loan. Về mặt kinh tế và thương mại, Trung Quốc cũng có khả năng sẽ áp đặt nhiều hạn chế đối với Đài Loan trong 4 năm tới. Ngay vào ngày diễn ra cuộc bầu cử năm 2024 tại Đài Loan, Bộ Quốc phòng công bố đã phát hiện có 4 tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện quanh eo biển và một khinh khí cầu bay vượt đường trung tuyến của eo biển. Mặc dù so với những cuộc bầu cử lần trước, Trung Quốc rõ ràng đã có nhiều kiềm chế hơn, nhưng học giả cho rằng sau chiến thắng của ông Lại Thanh Đức, Trung Quốc sẽ bắt đầu ngay áp lực quân sự với Đài Loan. Trung Quốc đã khởi cáo khai trước khi nó, ta cường độ và mật độ sẽ dần dần tăng cao. Sau đó, từ 3 tháng 1 đến 2020, Lại Thanh Đức nhậm chức, trong thời gian đó, có thể là mật độ và cường độ sẽ là thời cao nhất. Trong thời gian này, quân đội của quân đội sẽ gần với biên giới 12 hải lý. Học giả phân tích trong vấn đề hai bờ eo biển, ông Lại Thanh Đức sẽ đương đầu trước sức ép của Trung Quốc cao hơn Tổng thống Thanh Văn trong nhiệm kỳ. Vì thế, đề nghị đảng cầm quyền nếu không thể xây dựng cơ chế công khai với Trung Quốc, thì nên xây dựng con đường trao đổi ngầm để tránh gây ra sự phán đoán sai lầm. Theo nhà kinh tế học của công ty quản lý tài chính Thải Sinh, Trung Quốc không chỉ chấm dứt toàn diện thuế quan ưu đãi của ECFA mà sẽ khởi động cuộc chiến thương mại với Đài Loan. Nhưng có chuyên gia cho rằng, dường như Trung Quốc đã chú trọng hơn về 8 chủ lá phiếu bầu cho đảng đối lập, vì thế sẽ không lập tức tăng mạnh việc hạn chế thương mại với Đài Loan. Bà Nhan Tuệ Hưng phân tích rằng sắp tới nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ lời nói và hành động của ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm, lấy đó làm lý do để tiến hành thủ đoạn hăm dọa trong vòng 4 năm tới, e rằng sẽ liên tục gây áp lực kinh tế với Đài Loan. Cuộc bầu cử đã kết thúc, kết quả thắng thua đã rõ ràng, nhưng nhiều cử tri do xúc động nên có các triệu chứng hậu bầu cử như mất ngủ hay cảm giác bất ổn. Theo nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, sau mỗi kỳ bầu cử, tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim tăng lên 42%. Khuyến cáo người dân tạm thời không xem các tin tức liên quan đến bầu cử, dành thời gian thư giãn để giảm bớt căng thẳng. Cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống, Ủy viên lập pháp đã kết thúc với kết quả kiểm phiếu khiến người buồn kẻ vui, cũng tác động tới tâm trạng của công chúng. Theo bác sĩ tâm lý, người dân quan tâm cuộc bầu cử là chuyện lành mạnh, nhưng quan tâm thái quá sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống, dẫn tới các hội chứng như mất ngủ, lo lắng. Có bác sĩ phát hiện những nhân vật chính trị phải nói suốt trong cuộc tranh cử, nên ít nhiều sẽ dẫn tới việc bị khàn giọng. Thậm chí theo nghiên cứu được công bố trong chuyên san y học nước ngoài, tỷ lệ người dân bị nhồi máu cơ tim tăng lên 42% sau bầu cử. 大选之后，这个五天之内，其实很多的人会有所谓的心脏疾病的复发，例如像心肌梗塞、心律不整，甚至有一些像是心碎症候群等等，其实在临床上都有发现。多数会发生在情绪上面，从情绪影响他的生理，那他可能会不好吃，吃会没有食欲，就感觉好像自己有一个很严重的心不可控的灾难想象。 Bác sĩ tâm lý cũng khuyến cáo người dân sau bầu cử nếu xuất hiện những triệu chứng như bất an lo lắng thì nên rời xa những thông tin về bầu cử, đi thư giãn ở ngoài trời, chuyển hướng sự chú ý. Nếu như vẫn bị chứng mất ngủ hơn một tuần thì nên tìm tới bác sĩ tâm thần để giúp đỡ. Gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo các chất ô nhiễm. Mã Tổ và Vân Lâm vào sáng nay đã có cảnh báo đỏ về chất lượng không khí.
dự báo trong 3 ngày tới, chất lượng không khí ở miền Nam và miền Trung Đài Loan sẽ ở mức kém. Ngoài ra, Sở Khí tượng cũng đưa ra cảnh báo đặc biệt hôm nay có mưa lớn. Bờ biển phía Bắc Cơ Long và vùng núi Đài Bắc sẽ có mưa to cục bộ. Sáng nay, khu vực Đài Bắc có mưa rải rác ở nhiều nơi. Do gió mùa Đông Bắc tăng cường nên khu vực phía Bắc và Đông Bắc là những nơi đầu tiên chuyển lạnh. Sở Khí tượng đã đưa ra cảnh báo mưa lớn. Đợt gió mùa Đông Bắc này sẽ ảnh hưởng Đài Loan tới thứ Ba. Nhiệt độ sẽ ấm dần từ thứ Tư đến thứ Bảy tuần này. Sau đó sẽ lại có một đợt lạnh mới từ đại lục tràn xuống phía Nam. Thời tiết lại có sự thay đổi. Về thời tiết của tuần tới, theo quan sát ban đầu cho thấy có khả năng sẽ đạt đến mức khối không khí lạnh lục địa cường độ mạnh. Nhưng có đến mức rét đậm hay không thì cần quan sát thêm. Một đơn vị nghiên cứu của Mỹ đã lấy mẫu nước đóng chai bán trên thị trường để kiểm nghiệm và phát hiện. Mỗi một lít nước có chứa 240.000 hạt vi nhựa, mức cao gần gấp 100 lần so với dự tính trước đó. Hầu hết đều là hạt nhựa nano có thể xâm nhập vào tế bào con người. Việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người hay không thì cần phải có thêm nhiều xét nghiệm. Nghiên cứu viên của Đại học Columbia đã từ trong lọ nước đóng chai của ba thương hiệu nổi tiếng được bán tại thị trường Mỹ kiểm nghiệm ra, trong mỗi lít nước trung bình có chứa 240.000 hạt vi nhựa, trong đó lên tới 90% là hạt nanoplastic, có thể tích siêu nhỏ, tăng cao gấp 10 tới 100 lần so với giới khoa học ước tính trước đây. If the plastic particles breaks up, it does not stop at micron size. It can actually go even smaller. So once the size goes below 1 micron, people call it nanoplastics. Nghiên cứu viên đã thành công phân tích ra trong nước đóng chai chứa tới 7 loại nanoplastic, bao gồm nhựa BE, BB và BA, rất có thể do lúc mở nắp chai, nặng ép thân lọ khi ở môi trường nhiệt độ cao hoặc khiến chai nước bị ô nhiễm. Do hạt vi nhựa nanoplastic có đường kính chỉ bằng một phần nghìn của sợi tóc, có thể thông qua bộ máy cơ thể của con người như hệ tiêu hóa và phổi, len lỏi vào trong máu để truyền đưa các hóa chất, sau đó được tế bào con người hấp thu. Theo nghiên cứu viên cho rằng phải xác định lại một lần nữa việc nanoplastic có gây tổn hại đến sức khỏe của con người hay không. Gần đây, có đến hàng trăm tình nguyện viên ở khu tự trị Gariza của Tây Ban Nha đi đến các bãi cát để nhặt rác nhựa bị trôi dạt vào bờ. Theo báo cáo năm 2020 của quỹ tín thác Pew Charitable Trust, hàng năm toàn cầu có tới 10.000 tỷ vi hạt nhựa chảy vào biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới hệ sinh thái. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.